Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với phần tổng hợp tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trên kênh Trường Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe những bản tin trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những đóng góp ý kiến quý báu của quý vị và các bạn. Và bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay. Cổ động viên Hà Lan nổi đóa vì fan Việt Nam quậy phá, cứ nhắc tên Văn Hậu sau khi Heerenveen bại trận. Việc Văn Hậu tiếp tục phải ngồi dự bị ở Heerenveen và thua trận khiến cho các cổ động viên của Việt Nam tỏ rõ sự không hài lòng qua nhiều bình luận gay gắt trên fanpage của câu lạc bộ này. Thưa quý vị và các bạn, 20:30 tối ngày hôm qua, theo giờ Việt Nam, Heerenveen có chuyến làm khách tới sân của Fortuna Sittard trong khuôn khổ vòng 21 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Dù sớm vươn lên dẫn trước từ phút thứ 6 nhưng chung cuộc thì thầy trò ông Johnny Jansen vẫn phải chịu nhận thất bại 1-2. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, khiến cho đội bóng này vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Văn Hậu tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký, tuy nhiên anh vẫn phải ngồi dự bị suốt 90 phút như những trận đấu vừa qua. Điều này khiến cho không ít các cổ động viên của Việt Nam tỏ ra giận dữ và để lại những bình luận tiêu cực với những nội dung mong đội bóng tiếp tục thua trận, huấn luyện viên sớm bị sa thải trên trang Facebook của câu lạc bộ này. Trước động thái trên thì nhiều cổ động viên của Hà Lan đã bày tỏ sự không đồng tình. Một tài khoản có tên là Ronald Koopman viết: "Hôm nay đội chơi không tốt, nhất là hàng thủ, nhưng mọi chuyện quá tệ. Có quá nhiều bình luận không hay. Đây chưa phải là cơ hội cuối cùng của Heerenveen, đội vẫn hiện đang xếp thứ 9 và còn có cơ hội góp mặt ở cúp quốc gia mà." Một cổ động viên có tên là Pierre thì bình luận: "Có phải những cổ động viên Việt Nam luôn thích nói những điều tồi tệ vì ngôi sao của họ không được ra sân hay không?" Một tài khoản có tên Andre cho rằng: "Nhiều sự mỉa mai đến từ các cổ động viên Việt Nam quá, thua trận không có điểm, không có gì cả nhưng vẫn phải bước tiếp chứ." Còn ở chiều ngược lại thì lọt trong vô số những bình luận tiêu cực vẫn có những ý kiến mang tính xây dựng và kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế hành động của mình đến từ các cổ động viên Việt Nam. Một cổ động viên Việt Nam cho biết: "Tôi nghĩ Văn Hậu sẽ không vui khi nhìn thấy những điều cổ động viên Việt Nam đang làm. Hãy cứ để em ấy phát triển đúng lộ trình, đừng làm em ấy thêm áp lực. Hãy để cho em ấy chứng minh với ban huấn luyện đội bóng bằng sự nỗ lực. Các bạn đang làm sự cố gắng của em ấy trở thành lãng phí. Đừng cố tỏ ra mình hiểu biết. Làm ơn đi. Các cổ động viên Việt Nam, các bạn hãy biết ý thức đi nào. Các bạn đang làm xấu hình ảnh của Hậu và Việt Nam rồi đấy nha. Mấy bạn chỉ thích xem Văn Hậu cho thỏa mãn các bạn thôi. Không có Hậu ra sân thì các bạn chửi à. Các ông thấy hay nhưng huấn luyện viên thấy chưa đủ. Kiểu như đang là học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng vào trường chuyên thì lại là bình thường. Em nó có được đá hay không là do năng lực của mình. Chả huấn luyện viên nào muốn trù dập cầu thủ cả." Đó là một số các bình luận đến từ Việt Nam không chỉ trích huấn luyện viên Heerenveen và câu lạc bộ này. Rõ ràng là việc Văn Hậu có được ra sân trong thời gian tiếp theo hay không sẽ còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi ở những trận đấu sắp tới của câu lạc bộ Hà Lan này. Văn Hậu lại vẫn ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt 90 phút trong trận thua mới đây nhất của câu lạc bộ Heerenveen, và cứ đà này thì đến hết mùa giải 2019-2020, Văn Hậu gần như không có cơ hội ở lại Hà Lan. Nhưng kể cả trường hợp Heerenveen muốn giữ vì mục đích thương mại, Hậu cũng nên trở về Việt Nam chơi bóng để được ra sân thường xuyên hơn. Phần nào đó có thể nhận định là thương vụ Văn Hậu tới Hà Lan là một cuộc trao đổi thất bại của Hà Nội FC. Có sự khác biệt lớn giữa Văn Hậu và Văn Lâm, cầu thủ Việt Nam còn lại đang thi đấu ở nước ngoài. Nếu như Văn Hậu mòn mỏi dự bị thì Văn Lâm lại là trụ cột của Muông Thông United. Mới đây nhất anh đã thi đấu xuất sắc, cản phá thành công hai quả 11m giúp cho đội nhà vào chung kết giải giao hữu Leo Cup 2020, dù biết rằng Thai League còn lâu mới bằng được giải vô địch quốc gia Hà Lan. Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt giữa hai tuyển thủ này đồng thời cũng là bài học cho Văn Hậu và các cầu thủ Việt Nam có chí hướng xuất ngoại. Thứ nhất, phải tới đội bóng thực sự cần mình. Muông Thông cần một cầu thủ chất lượng và Văn Lâm đáp ứng được yêu cầu nên họ sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ anh. Còn Văn Hậu, Heerenveen có tới hai cầu thủ chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái nên ngay từ đầu thì cơ hội ra sân cho anh đã được dự đoán là rất nhỏ. Mùa trước Xuân Trường cũng sang Thái Lan nhưng Buriram có nhiều tiền vệ chất lượng nên anh cũng phải đánh bóng bằng ghế dự bị. Thứ hai, phải tới một nền bóng đá phù hợp với khả năng của mình. Giải vô địch quốc gia Hà Lan là một trong những giải đấu hàng đầu của châu Âu nên việc một cầu thủ tới từ vùng trũng Đông Nam Á phải dự bị là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, Thái Lan là môi trường bóng đá tương đương với Việt Nam, không quá khó để cho Văn Lâm thể hiện được tài năng của mình.
Thứ ba là Văn Lâm được đào tạo ở Nga, có ý thức chuyên nghiệp trong sinh hoạt lẫn tập luyện nên dễ dàng thích nghi ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nói bằng cách khác là Lâm Tây là cầu thủ quốc tế đúng nghĩa. Trong khi đó, Văn Hậu và Xuân Trường cùng với Công Phượng đều chưa đạt tới điều này. Chơi bóng dựa nhiều vào bản năng, tư duy chiến thuật hạn chế nên thường xuyên không thể bắt nhịp khi ra nước ngoài thi đấu. Huấn luyện viên Jonny Jensen thất vọng với các học trò của mình sau trận thua thứ 3 liên tiếp. Ông Jonny Jensen của câu lạc bộ Heerenveen đã tỏ ra rất thất vọng sau trận thua của đội nhà ở vòng 21 giải vô địch quốc gia Hà Lan vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, SC Heerenveen có chuyến làm khách đến sân của Fortuna Sittard trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò ông Jonny Jensen tự tin là hướng tới giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, chỉ phải gặp một đội bóng đang chiến đấu cho suất trụ hạng, nhưng ông Jonny Jensen vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và đương nhiên là Văn Hậu sẽ không có cơ hội. SC Heerenveen đã khởi đầu rất tốt khi có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 6 do công của Van Berge. Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến cho đội bóng của Đoàn Văn Hậu phải trả giá đắt khi để cho đội chủ nhà lội ngược dòng thành công nhờ hai bàn thắng của Paslak ở phút 15 và pha phản lưới nhà của Botman ở phút 74. Thất bại trước đội bóng yếu hơn khiến cho ông Jonny Jensen tỏ ra rất thất vọng, phát biểu trên kênh Fox Sports sau khi trận đấu kết thúc. Vị này cho biết: "Thật buồn với thất bại ngày hôm nay, chúng tôi đã nhập cuộc tốt hơn với bàn thắng sớm, tuy nhiên trận đấu đã xoay chuyển quá nhanh và các cầu thủ của tôi đã không kịp phản ứng. Bàn thắng ở những phút cuối trận đã đánh gục những nỗ lực của chúng tôi ở trận đấu này. Toàn đội phải sớm quên đi thất bại này để bước tiếp. Chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng sẽ có 3 điểm ở trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ phải suy nghĩ tích cực hơn để đạt được mục tiêu. Đó là điều cơ bản để hướng tới thành công ở mùa giải này." Thưa quý vị và các bạn, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của SC Heerenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Từ việc cạnh tranh một vị trí tham dự cúp châu Âu hồi đầu mùa thì đội bóng của Văn Hậu hiện rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 28 điểm và còn rất nhiều điều phải làm nếu không muốn tiếp tục tụt dốc không phanh như hiện tại. Bình luận viên Quang Huy nói lời thật lòng về sự đầu tư cho bóng đá Việt Nam. Bình luận viên Quang Huy cho rằng chỉ khi nhiều ông bầu, đơn vị tài trợ cùng đầu tư vào V-League, khi đó thì bóng đá Việt Nam mới phát huy được tiềm năng sẵn có. V-League được hưởng lợi tương đối nhiều từ thành công của bóng đá Việt Nam xuyên suốt trong hai năm 2018 và 2019. Trước khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên phép màu ở Thường Châu vào đầu năm 2018, sân cỏ Việt Nam thường xuyên chứng kiến tình trạng vắng khán giả. Thậm chí, Phó Thủ tướng Võ Đức Đam còn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam có 90 triệu dân, nhiều người yêu bóng đá mãnh liệt mà các khán đài vẫn lác đác, trông vắng người xem. Sức hút của V-League chỉ được cải thiện nhờ hiệu ứng U23 và đội tuyển quốc gia. Song giải đấu này và các câu lạc bộ không thể cứ ăn theo cơn sốt này mãi. Thất bại của U23 Việt Nam ở giải châu Á vừa qua gióng lên một hồi chuông báo động rằng là tiềm lực bóng đá Việt Nam bắt đầu xuất hiện những giới hạn nếu bóng đá nước nhà không được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng, bài bản. Bắt đầu từ nền móng là V-League và các câu lạc bộ thành công sẽ rất khó để duy trì. Bình luận viên Quang Huy đã có những chia sẻ về vấn đề này trong chương trình Nhà vô địch. Anh cho biết: "Chúng ta gần đây có những danh hiệu bóng đá thu hút nhiều nguồn lực hơn, nhưng thực ra đến lúc này tôi hơi thất vọng bởi các nguồn lực bổ sung cho bóng đá vẫn chỉ là những gương mặt cũ. Chúng ta vẫn nói đến chuyện một ông chủ nhiều đội bóng, nhưng tôi chỉ muốn có nhiều đơn vị tài trợ cùng gánh vác để có nhiều đầu tư vào bóng đá. Đến lúc này tôi chưa thấy động thái gì cả." Những ứng viên vô địch như Hà Nội FC, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Than Quảng Ninh phần lớn là những sản phẩm cho sự chịu chơi của một số ông bầu, vẫn chưa xuất hiện nguồn lực dồi dào tổng hợp từ xã hội dành cho các câu lạc bộ của V-League để mọi đội bóng đều sống khỏe. Các đội bóng có khả năng vươn lên hầu như vì ông bầu thuần túy chịu chơi thôi, còn để đón nhận một nguồn lực mới thì rất khó. Bóng đá Việt Nam đang có hướng đi đúng và phải làm sao đấy để mở ra, đúng nghĩa là xã hội hóa, tức là có nhiều nguồn lực đổ vào thì sẽ tốt hơn. Hy vọng trong năm 2020 sẽ là một năm chuyển giao nữa, năm 2018 thành công. Đến năm 2019, người ta vẫn rụt rè xem liệu thành công của năm 2018 có phải là nhất thời hay không. Giờ đến năm 2019 thành công tiếp rồi thì cố thêm một năm nữa. Hy vọng mọi người thấy bóng đá Việt Nam ngon lành rồi, yên tâm nhảy vào. V-League nhìn vào thì hiện giờ vẫn ngờ vực, chúng ta sẽ theo dõi xem, bình luận viên Công Huy khẳng định. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cũng đồng ý với nhận định trên, đồng thời nhấn mạnh ví dụ là tiêu biểu Hoàng Gia Lai, đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng 5 năm qua vẫn vật lộn để đua trụ hạng. Đầu tư nghiêm túc ở đây không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, chất xám, công sức một cách hiệu quả và hợp lý. Đầu tư và chờ đợi thay vì chỉ rót tiền kiểu ăn sổi.
Ai cũng đón chờ Hoàng Gia Lai với tư cách là câu lạc bộ đem đến nhiều niềm vui, nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng đội cứ chơi bập bõm cho đến vòng 22, vòng 23 mới biết được cơ hội của mình. Thực ra muốn Hoàng Gia Lai vô địch cũng không được, muốn vô địch thì phải đầu tư tiền bạc, cầu thủ ngoại không thể là tầm thường được, cũng phải tương đối. Vấn đề là tiền thưởng nữa, cầu thủ có 400 triệu hay 500 triệu tiền thưởng cũng sẽ khác so với 100 hay 150 triệu. Đây là câu chuyện rất Việt Nam, bình thường thôi, giống văn hóa lì xì. Nếu không có sự chuẩn bị chung thì vô địch cũng không được và rất khó. Đội bóng nào muốn xây dựng được lối chơi thì phải mất một năm với một huấn luyện viên nào đó, chứ không phải vẫn con người đó rồi thay huấn luyện viên đi là có kết quả. Có thể nó chỉ được vài ba trận, còn tạo ra một hệ thống cùng sự xuyên suốt giữa các tuyến, các thế hệ, xây dựng lớp cầu thủ chơi bóng có chất rồi phấn đấu vô địch là chuyện không đơn giản với bóng đá Việt Nam. Những gì Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Hoàng Gia Lai làm được trước đó hay Hà Nội FC làm được bây giờ là xây dựng được một bề dày. Xen kẽ vào đó chỉ có Quảng Nam năm 2017 là không có hệ thống bài bản. Còn lại, mọi đội vô địch phải có một hệ thống như thế, không thể khác được, bình luận viên Quang Tùng kết luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo trên kênh Điểm Tin Bóng Đá.